thêm duyên và toàn những bậc cao niên ăn vào một miếng say liền mấy hôm. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta mời nước, mời trầu, mời thuốc và cùng hướng lên sân khấu để chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu tình yêu chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Và vừa để mở đầu cho chương trình gala văn nghệ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng mời nước, mời trầu, mời thuốc và cùng lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Khách đến chơi nhà. Chung xin được thay mặt cho những người làm chương trình và gửi đến toàn thể quý vị, đặc biệt là cô dâu và chú rể, một nhạc phẩm rất là ngọt ngào. Và vừa để
thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã bất chấp thời gian và ngọc trở về với hội trường, chúc phúc cho ngày vui cô đơn và chào hôm nay. Và mời để liên tục chương trình văn nghệ thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta mời đức mời chầu và cùng làm quen với một giọng ca đến từ quê hương của gia đình và nhà trai, đó chính là giọng ca của nam ca sĩ Văn Thức. Tôi xin mời anh Văn Thức lên phía trước hội trường ạ. Và hội trường chúng ta dành cho anh Văn Thức những chào vỗ tay thật lớn đi ạ. Hôm nay là ngày vui của hai bạn Phan Thắm. Tôi xin gửi tới toàn thể hội trường một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nhất Sinh và hát Tơ Hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.